Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hãng xe ở các bến xe liên tỉnh đang mở bán vé Tết hoặc nhận đăng ký giữ chỗ, nhất là hãng xe có thương hiệu xe giường nằm chất lượng cao chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung đã sớm thông báo hết vé. Giá vé xe đã tăng 40-60% tùy chặng. Ghi nhận tại bến xe miền Đông mới, có nhiều hãng xe mang thương hiệu limousine xe giường nằm chất lượng cao đã gần như hết vé sau một tuần mở bán. Số vé bán ra chủ yếu là khách quen, khách đã đặt vé online từ trước, nên lượng người dân trực tiếp đến mua vé Tết ít hơn mỗi năm. Theo các hãng xe, năm nay khách có xu hướng về quê sớm hơn nên lượng vé bán ra nhanh. Dự báo lượng khách trong 10 ngày trước Tết sẽ tăng khoảng 70% so với năm ngoái, cao điểm gần 11.000 khách mỗi ngày. Ở một số chặng chủ yếu đi miền Trung xuất hiện tình trạng hết vé giường nằm, chỉ còn vé ghế ngồi. Tương tự, tại bến xe miền Đông cũ chỉ phục vụ các tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, số tuyến giảm, nhưng lượng khách đi lại dịp Tết dự báo vẫn tăng khoảng 30%, cao điểm từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Chạp với khoảng 11-14.000 người. Bến xe cũng có các phương án tăng cường thêm xe trong trường hợp lượng khách đi lại dịp Tết tăng đột biến. Để đảm bảo nguồn cung vé cho người dân, hiện các bến xe cũng đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp vận tải lên phương án tăng cường xe, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao cho dịp Tết sắp tới. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát giá vé, ngăn ngừa tình trạng vé giả, vé chợ đen, vé bán ra quá cao so với niêm yết.